Nhà phố Giai Gai Nhà Bè nằm trong khu đô thị Giai Gai Nhà Bè thuộc phân khu Giai River Kochiwan. Thuộc tính thương mại là vừa ở vừa kinh doanh nên được xem là một sản phẩm rất là hút khách hàng trên thị trường. Căn nhà phố nằm mặt sau đường Nguyễn Hữu Thọ nên rất là tiện lợi cho việc kinh doanh, mua bán và làm văn phòng. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu đến quý anh chị căn nhà phố của dự án GS Metro City. Diện tích của căn nhà phố là 7 x 17, tổng diện tích là 119m², xây dựng gồm 1 trệt, 2 lầu, sân thượng áp mái. Căn nhà hoàn thiện bên ngoài, bên trong giao thô nên quý anh chị có thể tự decor theo ý riêng của mình. Đường trước nhà của nhà phố này là 12m, vỉa hè mỗi bên 3m. Hướng của căn nhà là hướng Tây Nam. Mỗi căn nhà phố được thiết kế và bố trí hợp lý, tạo nên những khu phố thương mại sầm uất và một cộng đồng dân cư đẳng cấp. Tương lai đây sẽ là khu trung tâm thương mại sầm uất nhất của dự án Giai Gai của Nhà Bè. Đây được xem là mẫu thiết kế chuẩn với công năng đáp ứng được nhu cầu kinh doanh đa ngành nghề của quý cư dân. Bên cạnh đó, được thiết kế bởi những thương hiệu nổi tiếng như là phần móng Đông Dương, mặt bằng thiết kế thì do tập đoàn làm chủ đầu tư. Kiến trúc cảnh quan của căn nhà phố thiết kế siêu đẹp của chủ đầu tư ông anh ông đến từ Singapore. Thiết kế hạ tầng rất đẹp và hoàn chỉnh. Nhà phố thuộc dự án 350 hectare của tập đoàn GS Hàn Quốc được biết đến là một chủ đầu tư trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng hàng đầu tại Việt Nam, như tuyến metro số 1 đường Phạm Văn Đồng thành phố Hồ Chí Minh, cầu Vàm Cống đồng bằng sông Cửu Long, cầu Vĩnh Thịnh Vĩnh Phúc, cầu Quý Cao Hải Phòng, thiết kế cảnh quan Laguna Lanco Resort Huế và dự án gần đây nhất là Giai River Thủ Thiêm. Ngoài ra, khi quý anh chị mà sở hữu được căn nhà phố thì được sở hữu free những tiện ích tại dự án Giai Gai Nhà Bè như sau. Với 3 clubhouse đầy đặc quyền dành cho quý cư dân sinh sống tại nơi đây, với các không gian sang trọng và rộng rãi, chuỗi cà phê, vui chơi rèn luyện sức khỏe, hồ bơi, sân tennis, phòng tập gym, công viên giác quan kết nối tất cả các giác quan mang đến cảm giác rất là happy khi quý anh chị sử dụng những cái tiện ích tại nơi đây. Với 3 công viên bí mật ẩn mình giữa những tán cây lá xanh thẳm, công viên ánh sáng huyền ảo lung linh sẽ tô thêm vẻ đẹp của khu đô thị Giai Gai vào ban đêm. Công viên hoang dã mang đến cho cư dân không khí trong lành và gần gũi với thiên nhiên. 4 mùa sẽ có 4 sắc hoa xuân hạ thu đông, nên ở đây là chủ đầu tư đã trồng nhiều, rất là nhiều loại hoa như quý anh chị đã thấy. Dự án Giai Gai Nhà Bè là một trong những dự án lớn trên thị trường và được rất là nhiều khách hàng gần đây là lựa chọn để làm nơi ở và đầu tư. Dự án ở đây thì hội tụ tất cả những cư dân ưu tú, cộng đồng khu dân cư văn minh, thân thiện, năng động, không khí trong lành, thư thái, hòa mình cùng thiên nhiên, đảm bảo an ninh tuyệt đối, tạo nên một bức tranh cuộc sống sung túc, đầy đủ. Hãy cùng với đội ngũ chúng tôi để tận hưởng những khởi đầu tuyệt vời nhất của những cư dân đầu tiên tại dự án GS Metro City. Bất động sản mà Phước Sửu đang giới thiệu đến quý anh chị là một bất động sản đang cần bán do gia chủ kẹt tiền cần bán gấp. Quý anh chị cần thêm thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu, hoặc quý anh chị có thể ký gửi những sản phẩm chuyển nhượng lại của dự án, hãy gửi thông tin ngay cho Phước Sửu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.